Thời tiết ngày càng khắc nghiệt và hại sức khỏe. Qua ăn về con phải uống thuốc nữa, xong rồi đến lúc mà ngủ được một giấc ở dưới đấy đấy, ở dưới tầng hầm ấy, lên người mới thấy là ấy, lúc trước tưởng ốm rồi đấy. Thì hôm trước con về mẹ thấy khục khạc cái này. Khục khạc thì ngày nào rồi khục khạc. Khục khạc ngay trong ngày. Tháng này lại khục khạc rồi. Khục khạc quanh năm cái cơ địa dị ứng thì lúc nào chịu khục khạc. Bàn thờ Phật là để trầm này.